Thưa quý vị, với sự đồng cảm chia sẻ cùng người khuyết tật, nhiều hội đoàn thể và các cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực hỗ trợ họ có công việc ổn định và hòa nhập với cộng đồng vững vàng hơn. Quán cà phê Angel nằm trên đường Nguyễn Đức Trung thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, đã tuyển phần lớn nhân viên là các bạn khiếm thính làm phục vụ và pha chế. Theo chủ quán cà phê chia sẻ, trước đây tiếp xúc với nhiều người khuyết tật và nhận thấy họ thường chỉ làm việc phụ trợ tại nhà, nên có ý định xây dựng một mô hình kinh doanh theo hướng không gian mở, giúp người khuyết tật có công việc ổn định và hòa nhập với cộng đồng. Theo đó, vào tháng 10 năm 2021, mô hình quán cà phê đi vào hoạt động và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khách hàng. Và sau này, sau khi làm việc quen với nhau thì về mặt ngôn ngữ, thì về mặt là người quản lý và mọi người bình thường đều phải cố gắng là hòa nhập với các bạn, học thêm ngôn ngữ của các bạn một chút để có thể trao đổi và làm việc với các bạn. Xưởng may công nghiệp người khuyết tật tại quận Liên Chiểu với đa số là những người có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình khó khăn. Theo đó, Đoàn Thanh niên phường An Khê, quận Thanh Khê đã nảy ra ý tưởng hỗ trợ đầu ra cho những sản phẩm tại xưởng bằng cách tổ chức các gian hàng mặt hàng may mặc tại một số điểm trên địa bàn, và các bạn thanh niên cũng trực tiếp ra đứng bán hàng. Cái mục đích của Hội Liên hiệp Thanh niên phường phối hợp với Hội người khuyết tật để quảng bá các sản phẩm và các mở các gian hàng như thế này thì mong muốn rằng là các sản phẩm trong thời gian đến sẽ đến tay với người tiêu dùng, và từ đó sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm cho các bạn thanh niên không được may mắn nhưng có ý chí vươn lên cho cuộc sống. Những việc làm này đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của cộng đồng đối với những người khuyết tật, qua đó góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.